Ít nhất hai nguồn tin khác nhau cho chúng tôi biết là công an Hà Nội đã trả tự do cho blogger Đoan Trang. Hồi năm 2009, cô đã từng bị bắt ít ngày và sau đó cô cho biết là phía chính quyền hiểu lầm là cô tham gia in ấn và phát tán các áo thun quảng bá Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam và chống khai thác mua xứ ở Tây Nguyên. Quân đội Indonesia vừa loan báo tin là không tiếp tục tham gia công tác tìm kiếm người mất tích và vớt xác chiếc phi cơ loại Airbus 320 của hãng hàng không AirAsia. Quyết định này được đưa ra đúng một tháng sau ngày chiếc phi cơ chở 155 hành khách và 7 nhân viên phi hành đoàn của hãng lâm nạn lúc đang trên đường từ Indonesia đi Singapore. Hai chính phủ Nhật Bản và Jordan tiếp tục thảo luận với nhau về những điều có thể làm để quân khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS trả tự do cho công dân Nhật đang bị chúng bắt giữ làm con tin là nhà báo Goto. Cuộc điều đình đang diễn ra và có thể chính phủ Jordan chấp nhận gọi họ cho quân ISIS. Năm nay, Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc diễn hành quân sự lớn chưa từng có. Trung Quốc cho rằng biểu dương sức mạnh quân sự là cách duy nhất để cho Nhật Bản biết rằng quốc gia nào chạm đến quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc đều bị người dân và chính phủ Hoa Lục xem là kẻ thù và Bắc Kinh không bao giờ nhân nhượng với kẻ thù.